Bữa nay nhà chú Năm đông đủ quá chừng luôn. Có cô Bảy, có anh Tiến nè, có chú Út, chú Năm, rồi bác Mười nữa, rồi mấy đứa con của chú Năm đầy đủ hết trơn. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Bữa nay mình đi chợ mình thấy người ta có bán măng đen nè các bạn. À, như đầu mùa mưa thì mới có bắt đầu có măng, mà sau nay là có măng sớm nè. Ngày hôm qua thì mình có hỏi chú Út là chú Út có muốn ăn cái gì thì nói con đi chợ mua. Chú Út nói thôi, chủ yếu là chú Út về đây là chủ yếu là thăm anh em bà con dòng họ chứ chuyện ăn uống chú Út không có quan trọng, ăn gì cũng được hết trơn á. Vì cái thôi mình nghĩ vậy thôi, để mình kiếm những cái món mà đơn giản ngày xưa mà chú Út hay ăn á. Cái này mình hỏi mẹ ngày xưa ăn gì vậy đó, ăn món gì ngày xưa thì ăn đâu có cái gì ngon đâu ăn, thì mình nghĩ vậy. Với lại chú Út ở bển thì chú Út cũng ăn thịt đồ mấy cái món ngon vật lạ thì mình nghĩ là chú Út cũng ăn hết rồi giờ, cho nên là lần này chú Út về thì mình nấu những cái món đơn giản, mấy món ngày xưa thôi. Giỏi. Trời ơi, chị dép về. Chú Út. Khánh Phi hết chưa? Chị Khánh Phi đi học rồi. Măng mình bào xong rồi nè, giờ mình bỏ vô mình luộc. Cái nồi nước bắt lên nãy giờ rồi nó nóng rồi, nó chưa có sôi ngục nhưng mà nó nóng rồi, mình bỏ vô được rồi. Bỏ vô một chút cho nó bớt trắng. Sẽ chiên cá, mình chiên mình mở. Này hồi nãy tiền ớt nè các bạn, ớt tỏi, ớt với miếng muối, miếng muối. Rồi bây giờ mình sẽ chiên nha. Rửa lại cho nó hết cái đắng đó các bạn. Rửa cho nó hết đắng. Mềm rồi, mình bỏ măng vô, tại măng hồi nãy cũng luộc nó hết đắng rồi. Giờ mình chỉ cần bỏ măng vô rồi cái sôi lên cái bỏ hành vô thôi. Bữa nay có vợ chồng Đức về chơi với hai đứa Tiên với thằng Bin. Hồi sớm giờ là mình nấu ăn ở trong nhà thì anh Kiều với thằng Tiến cũng mua con vịt về nấu, rồi anh Kiều với Yến vợ thằng Đức nấu cháo vịt ngoài chú Nam á.
Giờ mình ra ngoài chơi chút. Đừng có la. Để cho chú Út, ông Út ngủ. Đừng có la lớn cho ông Út ngủ nha con. Mấy bữa nay ông Út không ngủ được. Chú Nam chú Măng Cỏ nè. Vô ăn cháo vịt chú Nam ơi. Nãy chú Nam mần đựng khúc nữa rồi hả? Dạ. Chú Nam. Chú Năm, chú Mần cỏ. Đó, cỏ nó lên cái chú Năm mần. Mần hết từ đây. Cái mần lại tới đầu đã. Cái là đầu đây cỏ nó mọc tiếp rồi. Hôm qua mấy ông lên kia. Quất xuống đám mưa lên mặt trời. Ừ. Mần đám mưa mà hết mần luôn. Nước dịch chứ mần được nó không dịch đâu phải nghe đất cao dựng đất cao. Nước ngập úng mà. Dạ. Tao cho chị coi coi. Ai? Cháo vịt. Cái gì gỏi. Nhìn hấp dẫn quá. Lên đây luôn đi. Dạ chú Út ăn chút con ăn vợ con tắt máy con ăn á. Hỏi nghe nóng nha con gà con vịt ta con thức ăn động thức ăn á bị anh hồi trước anh nuôi cá mà anh mua ăn nó em ở mua nuôi bán nuôi mèn kia nó nuôi tự kiếm đồ ăn cho ăn dùng cho ăn nuôi ăn á là tất cả là cũng có độc thôi. Con tôm cũng thích ăn con cá, con tép. Mấy người mà chỉ ăn thiên nhiên ngon. Có tiền mà. Mấy người giàu quá khó. Múc thêm cháo thì. Cái này ghê khá đồ thiên nhiên chứ dâm á. Ghê lắm. Ăn được ha. Nấu quá. Ăn thì phải được rồi. Con còn xong. Đó, con ăn thịt vịt. Con xong con ăn vịt. Ừ. Vậy đưa cho con cầm con cạp nha.
con chê nước mắm thì mới dậy. Ba ngồi đi. Ngồi đây bây giờ xuống dưới nấu vậy rồi. Ngồi đi. Cháu là con cho ăn ngon không con? Ngon, ngon. Con ăn một chút hết. Cái cục nào thật thật cho chú. Cháu gà cháu dịch lại cũng có, mà giờ mà nhìn đôi dịch gà dịch bánh luôn mình đỡ là nuôi cái phù không. Mà mấy đứa nó ăn món Việt Nam thường ha, là ăn món món mấy món Mỹ thường chú Út. 50-50. Vậy là bây giờ dễ ăn chứ không có ăn vậy hả? Khó ăn lắm. Còn tiếng nữa. Giờ đâu rồi? Giờ bưng đồ ăn ra ngoài chứ Nam ăn. Tại vì hồi nãy Kiều nó rủ mình ra ngoài, chiều ra ngoài ăn cơm, cái mình nói là để chị bưng đồ ăn ra ngoài ăn, tại sáng chị cũng có làm. Hình như hồi nãy Kiều nó nói là nó mua tôm về nó làm tôm hấp nước dừa hay sao á. Trời ơi, ngay nước ngập nữa. Sao lên, sao lên được? Đưa qua cầm giùm nồi cơm, nồi thịt đi qua. Rồi, câu cổ cho chắc nha. Kiền có tiếng cầm kìa, tiếng cầm kìa. Nãy giờ mà nó cứ gặp cái chào chú, chờ gặp cái chào cô. Cứ mặn rồi Yến ơi. Nãy giờ thì Tiến với vợ chồng Đức vô nhà mình chơi trong nhà mình. Giờ chiều ra ngoài chú Nam chơi một chập nữa. Rồi chiều lên Sài Gòn lại phải không Yến? Chiều lên lại tại vì cho hai đứa này nó đi học nè. Ngày mới thứ hai rồi. Dao này nó bị lụt á Đức. Chặt cái nó bị chạy. Kì. Tôm này tôm gì á? Tôm nhì hả? Đâu đây? Nè, Kiều mới đi chợ mua nè. Để nè. Em xếp em rửa cái em đổ vô. Dậu lại đi coi nó nằm đâu rồi. Tôm này không có dơ. Không có dơ mà gãy dạo rửa. Ừ. Dạ tôm. Tôm ta bắt á Út. Dạ tôm ta bắt á. Tôm hình nhiên. Rồi tôm ta nuôi cũng có nó ngủ hả? Mùi ra hết tôm rồi bự. Dạ còn nhưng mà ít. Còn mà ít thôi. Đi gà. Dạ. Tôm đây là mua nhiêu vậy? Ốt kẹp tao. À, Kiều mua con. Kiều mua. Vô. Dạ, 2 kg 50 là. Nhiêu tiền? 370 đi. Cái nắp của cái đồ đó. 370. Thì tôm thiên nhiên à. Nhưng mà xuất khẩu ở Việt Nam ngon. Nó xuất khẩu qua bển là tôi quỷ quá. Tôm cá Việt Nam mình xuất khẩu là đồ ăn ngon Việt Nam ăn lắm. Những người kẹt tiền đó là họ đi báo những nhà
Dạ, 2 kg. Còn cái 7 rồi mà thấy hơi cái 7 ít quá. Ơ sao nhỉ, còn sao? Cái rửa ha ha lột nè. Dạ rửa. Lột cơm. Rửa hồi đổ được dừa nhưng mà. Cái nước một cái dừa khi mà dừa khóc mà thích chứ còn nghĩ bị đài nè. Đài nè. Đài nè. Đài Đức tính gà con cháu chú Năm mà về một lượt là đặt nhà luôn á, chú không giỡn đâu. Còn thiếu hai đứa con Ngọc nữa. Em cho bông hồ không sai gì nữa. Chắc trái nữa quá. Trái nữa cho nước rồi. Cho nó gọt cho. Không chín rồi đó nhưng mà thêm trái nữa cho nó ngọt. Con chết. Một con chết kìa. Sống rồi chết. Con thấy sống rồi chết. Chết. Sao cũng mà. Thấy nó nhảy bằng phật luôn. Đó. Không lại vô là nó kẹt á. Cháu con sai rồi. Rồi. Cái này ăn được rồi. Ủa vậy? Cái nắp cũng nhồi đâu không biết tới dừa nghe cái này cho. Nhưng mà biết con ăn. Em biết được. Nước lên. Nó rồi, tôm chín rồi. Chẳng quá. 10 bằng xong tới mấy giờ? Nghỉ tới đi lấy tới 10. Dạ hồi nãy bác 10 nghỉ rồi chú Năm ơi. Dạ. Điện bắt 10 gái rồi qua chơi ngồi chơi mấy. Dạ. Cho đứng rồi giờ bỏ trong cái rút ra thôi, mình nó đánh mình vậy vô để đổ một cái gương đó. Bây giờ bắt đầu cũng chỗ đó luôn rồi đó. Dạ. Rồi, xin mời cả nhà. Mày không ăn. Đây, cái này là cá lòng tôm chiên. Mình đem ra đó. Chấm muối, hộp gà nướng. Này, mấy đứa nó mua nè. Kiều Ngọc nó mua tôm với hộp gà nướng nè. Trẻ gì dễ ăn nữa ha. Đây, thịt kho rượu với canh măng. Đó. Đức bứng mấy cây lưỡi hổ lên trả anh trồng vô chậu cho đẹp. Bữa nay thì có bác 10 qua chơi. Rồi chút xíu có cô 7 xuống chơi nữa. Thôi
Thôi rát vô đi. Rồi. Tối vô cái đường á. Súng còn nằm đâu đâu, súng còn nằm còn có găm khuyên về ráng làm sao kiếm cái cháu. Để con Nam đi đá mở bài thôi, bài mà không có gì hết. Chưa. Chết rồi. Bé học vui tên này. Cảm ơn. Cô bé đi chơi, cô bé. Ngồi kia ấy. Đâu? Ủa? Nhà thầy Bãi hả? Chưa nghe tiếng mà. Bữa nay nhà chú Năm đông đủ quá chừng luôn. Có cô Bảy, có anh Tiến nè, có chú Út, chú Năm, rồi bác Mười nữa, rồi mấy đứa con của chú Năm đầy đủ hết trơn. Chuối có mà chứ mà chồng chơi chứ không có buồn. Nhập vô lon hết rồi. Anh cũng nhập đi cửa pháp vô rồi. Chưa, mà không tính gọi. Đạp ở trên không còn cái gì hết. Nó làm đi kiếm đi chứ. Nó làm nó bỏ lên bờ luôn hả? Đập nhà luôn nè. Bên này lồm vô cho. Bên này có rồi. Không, ở bên đó để đi, mình đây mình ra luôn. Đi vào con đâu? Dạ con ra giờ dạ, 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 mới đi vô trọng đức giờ nào á con về hồi sáng sớm về tới đây à 6 giờ về tới đây chị có lông muỗng cao chứ tưởng tính đâu là mình là người Tây không mình ngồi đi tắm chút nữa để có muỗng cao chứ trời cao thì tính đâu người Tây không đi lát con đi luôn nè đi công chuyện coi nghe coi như là có dạy hết con 15 tuổi hả? Có nhỏ gì đi Sài Gòn không? Đi trống đó. Mà cũng đứa còn không? Đứa đứa rồi. Để đi cô mày. Ăn thì không hợp hợp không. Không muốn rượu hả? Ăn đi. Rồi trước mẹ mấy nhà cái trái màu sau này nhìn nó màu được nè. Hai dĩa dưa hấu là gấp ngay dĩa này liền. Có này ngon không hay là nó lạc chứ? Lạc lạc cũng ngon cũng lạc. Này chấm muối rồi ngọt hả? Chấm muối. Cái muối ngọt hả? Đi chơi là không có ăn được cái gì á chị ơi. Còn lâu rồi, càng lâu rồi càng ngon á. Để lâu ngon, không ăn được ha. Ừ, muốn ăn gì cái gì á. Mới mới bên cần cần ghế. Đậu bên ghế đi. Thấy không cậu? À. Rồi lên nó lên tới ghế trên nằm nó cho hàng có thì đi đi còn không có khách cả nhà nghe. Mình đây. Mình đây nè, lâu mới làm được vài ngày thôi chứ. Mời cả nhà. Đây là măng trung bình là 350. Cá lòng tâm chiên. Nam mình hết đồ nghề mình lại nữa không? Ví dụ người ta mướn đồ mấy trộn cái này kia nọ này của người ta còn đồ nghề của mình đây nó tăng tiền nữa. Ăn tôm hết cái tràng hả? Không có đâu, ăn càng trước ăn tôm sao? Ăn tôm như mình. Bữa nay chủ nhật á, chợ bán đông chị kêu người ta mần cái hành tâm nó không mần tâm mần á người ta ăn gắt á nó nói người ta không có thời gian để mần người ta ế người ta có thời gian ngồi người ta mới mần nha tụi mần ở bên này mần nhanh lắm rồi bữa cơm giờ cô Bảy với chút nha đây đủ luôn sao vậy đủ uống đủ hả còn cô Bảy xách xuống cho chú Năm mãi chuối với bưởi. Trời ơi bưởi này cô Bảy nè. Nè xách xuống cho chú Út. Nè chú Út ăn gì ăn không ăn thì rồi. Mà hết bữa ăn nay chỉnh đợi này bữa nông trâu bữa cái gì xanh.
Ôi, đến tháng ăn cũng được nè. Anh nói rau muống chừng nào ăn ngon rồi đấy. Để biết nhắn nhiều tuổi còn đi một cái. Sớm một chút thì mạnh khỏe không lâu. Chú làm sao kiếm được nhiều cháu nội vậy? Còn gốc gác của ba cũng khỏe nha. Dạ. Cũng đủ chút đi. Em có hôn rượu để muốn rượu. Rồi rồi, tôi làm tay về. Em muốn rượu để kiềm chế cái sự.